gió nhé bạn. Thì ở đây là cái bãi trung chuyển xe máy và xe ô tô. Thì mình đang đi về hướng Kỳ Con. Mình sẽ cho mấy bạn tham quan cái khung cảnh ở đây nó đẹp như thế nào. Wow, quá đẹp đúng không bạn ơi. Ở phía xa bên tay trái mình sẽ là cái cầu Thị Nại nha mấy bạn. Thì đi qua cầu mình sẽ đi về hướng Cát Tiến nè, Phù Cát nè. Đây, phía xa bên kia sẽ là chùa Ông Núi nha bạn. Chùa Ông Núi nè. Ở trước mặt mình, ngay chỗ phía bờ biển sẽ là cái khu FLC. Đây, eo gió. Wow, trụ gió nhìn rất là đã đó mấy bạn ơi. Quá nhiều trụ gió bự luôn. Wow, wow, đẹp quá mấy bạn ơi. Ở đây là đường công trình nè. Wow, đường này đường phục vụ cho công trình thôi chứ người dân không được đi lại. Quá nhiều cái trụ gió luôn.
đông là dốc mấy bạn ơi. Xe mình để tốc độ là 20, mình rì mấy á, mình không lên ga. Để dùng cái động cơ nó ghìm máy lại. Chứ thật sự mà đi đường núi này rất là nguy hiểm luôn. Dốc núi quá. Wow. Cảnh đẹp. Mấy bạn có thấy mà, cano nè, cano chở khách đi từ Kỳ Co đi về bến du thuyền. Hoặc là mấy bạn sẽ đi ra hướng bên kia là sẽ đi qua cái chỗ đảo san hô nha bạn. Thì đây là một trải nghiệm rất là thú vị luôn mấy bạn ơi. Cano thì mình đi rồi, hôm nay mình trải nghiệm đường leo núi nha mấy bạn. Giờ mình tiếp tục mình về xuống lại thôi. Qua mấy bạn đi ở đây thì nên đi sớm trước 7 giờ 8 giờ nha, quá là nắng luôn bạn ơi. Cái nắng của miền Trung thật là sợ luôn, kinh khủng. Ô tô du lịch giờ nó mới leo lên nè, dốc rất là cao, chùa Ông Núi nè, biển Trung Lương nè, FLC, Safari, eo gió nè, eo gió phía chặt phía trước mặt mình luôn. Ở đây có quá nhiều cái tượng tượng Phật luôn, bãi du thuyền. Thật là một trải nghiệm rất là thú vị các bạn ơi. Mặc dù mình tốn tiền vé là 150k, chủ yếu chỉ chạy xe lên đây thôi, chứ không có tham quan. Ô tô thì nó bò lên nè, ô tô thì đang bò lên nè, xe máy thì cũng bò lên nè. Mấy bạn thấy không? Phía trước này là sẽ là cái bãi thuyền đánh bắt cá của người dân nè. Bãi du lịch luôn. Có bức tượng. À, phía xa xa sẽ là cano đưa khách du lịch đi về hướng Kỳ Co nha các bạn. Wow, cảnh quá đẹp. Điện đón khách từ ở dưới thì những có thể là những chiếc xe lớn thì không leo nổi. Wow. Ồ, bên kia có sân golf ta, đúng là một nơi để đáng tham quan du lịch nghỉ dưỡng. Ở đây dân thành phố ít, đa phần là dân miền Trung, Gia Lai qua nhiều. Chính vì cái
du lịch ít nên mình thấy ở đây nó vẫn còn sạch sẽ các bạn, biển vẫn còn sạch sẽ, không giống như là Vũng Tàu. Trải nghiệm quá là chua chát. Vậy là mình đi hết rồi nhé bạn, giờ mình đi về thôi. Mình sẽ đi về hướng chỗ những cái trụ điện gió mình chụp hình. Có những đồi cát giống như ở Mũi Né luôn các bạn ơi.